chào người đẹp. Xin chào em. Rồi chào chị. Quý vị thân mến, hôm nay Khánh đang có mặt ở tại khoa răng hàm mặt của bệnh viện Ba Lan Nghệ An quý vị, để lên cập nhật cái tin tức cho quý vị chúng ta biết được về câu chuyện của em Ánh mà cả hai mẹ con đều phải nhập viện cấp cứu đấy. Bây giờ ta vào ta nắm bắt tình hình tí chị hả? À, đi. Em. Quý vị thân mến, hôm nay Khánh đang lên để xem tình hình em Ánh ngày mai phẫu thuật thế nào quý vị. Cả hai mẹ con thì nhập viện cùng một lúc, con thì ngoài Hà Nội, mẹ thì ở đây. Mà vừa lên đến nơi thì gặp cái sự cố là em Ánh là ngất xỉu bổ giữa hành lang bệnh cổng của ngoài phòng bệnh nhân luôn, khổ thế chứ này. Yếu quá, chúng ta nhìn đây là chúng ta thấy được, yếu quá. Lại sát cho mọi người nhìn thấy em Ánh. Đừng có đi lung tung Ánh à, nhá. Em bây giờ đang yếu, nằm tại chỗ. Cần cái gì đấy mà nói mà mệt quá không nói được thì ký hiệu đi để cho dì mua dì làm cho. Em lúc đấy chơi gì thì chờ đang đồ ăn các kiểu nó cắn kiện lên cắn ở dưỡng á. Em đưa ra để bỏ ngoài rác á. Để dù vệ sinh phòng chứ không ơi. Cần gì thì nhờ những người chăm bệnh nhân ở xung quanh này giúp cho mình này, chứ đừng đi lại như thế nữa nhá. Dạ. Ừ. Chị Thuần này. Chị Thuần. Dạ dạ, xem tình hình thế nào, cập nhật cái thông tin cho mọi người biết tí. Kế hoạch là sáng ngày hôm nay chụp chiếu rồi bây giờ sao rồi? Lúc sáng đó chị đưa cháu đi chụp chiếu đó nè em nè. Dạ. Thì lúc chiều đấy mới có kết quả thì chị cũng toàn bộ phím với là giấy tờ là chị có làm cái chiếu đấy là bác sĩ gọi lại là trong ngày mai là phẫu thuật. Sẽ phải phẫu thuật chứ cũng chưa biết là buổi sáng hay là buổi chiều. Khi mà chụp chiếu là bác sĩ vẫn kết luận như bình thường. Gãy xương ấy mà vẫn cứ bảo là gãy xương gò má, gãy xương khung má là cả đó. Vâng. Rồi là cùng gãy xoáng hàm như thế. Thế mà hôm trước là anh chồng người bảo là không sao. Hôm trước anh chồng á nè, anh chồng ở đấy bệnh viện đấy chị đưa ra đấy này. Yeah. Ở một tuần. Vâng. Thì chồng tự nhiên là đứa con này về. Rồi đóng cửa đó lại cho em. Đóng cửa hồi. Thì chị mới nói là nắng này đưa ảnh về đấy rồi. Hắn nói là, thằng chồng hắn nói là bác sĩ bảo là ảnh không việc gì, ảnh chỉ xây xước ra ngoài thôi. Ừ. Chị mới bực mình quá ấy, ở bệnh viện Hương nó Sơn. Nó nhỏ. Ở bệnh viện Hương Sơn á, thì chị đã chụp rồi, thì cũng bảo là gãy rồi. Gãy xương mã vì là gãy xoáng hàm rồi, tù màu ngoài. Thì đến khi nó mới bảo là bác sĩ bảo không sao thế. Chị mới bảo là chị xin được cái số máy của bác sĩ An. Lúc này vừa gọi điện cho chị thực thi đấy. Vâng. Thì bác sĩ nói là anh chồng nó bảo như thế là không đúng. Bởi vì ở đấy là cái khẩn cấp nhất là chụp nào cho ảnh thử có bị nào hay không thì để phẫu thuật trực tiếp luôn. Vâng. Còn mà chụp ảnh nào không sao nhưng bị kiểu là tù màu ngoài với là gãy xương gò má với gãy hoang xà ham xoáng á. Thì bên bệnh viện là máy bệnh viện Ba Lan đang còn hỏng. Vâng. Thì chưa chụp được thì cái đó là hoàn toàn chồng ảnh bảo như thế là không sai đúng. Sự thật. Ừ. Nên là bác sĩ cũng không muốn để mà một bệnh nhân ở đấy mà chụp ở những bệnh viện khác gãy mà về đấy bảo là không gãy. Ừ. Thì bác sĩ án trưởng khoa đấy có bảo với chị thế. Vâng. Chị hiện tại chị vẫn đang có số điện thoại của bác sĩ án đấy. Vâng. Thì lúc chiều này lúc sáng là đi chụp rồi. Tức là ở trong phòng này có chị Hiền bên đó cùng đi chụp phi ảnh. Vâng, đấy. Vâng. Thì chiều này là bác sĩ kêu chị lại đâu nữa, gọi chị lại đâu nữa là viết cam kết để sáng mái là mổ cho cháu. Vâng, trong vâng. Ngày mái chứ cũng không biết được là buổi sáng hay là buổi chiều. Vâng. Thì nữa là cũng biết là mổ đầu tiên hay là mổ
trong ngày mai là có 5 người mổ, mà trong gồm đó, trong đó là có cả anh. Thì bác sĩ nói là ngày mai là sẽ phẫu thuật cho cháu, nên là lúc chiều lúc cùng chị viết giấy cam kết sống rồi thì họ cùng test Covid rồi, xong rồi đấy là họ nói là sợ mái là chứ cho anh ăn uống vô rồi mua sữa mua thịt về cho em uống cho có sức chứ. Bắt đầu ngày mai là sợ mái tôi đi là không được ăn cái gì nữa cả, ăn là sợ chuyên nó sọc lên đến mũi là sắc là chết. Nên là không được ăn gì nữa. Chị mi lúc này chị mi đi xuống dưới nữa để đứa xe bít bắt xe bít cho con em hẳn về đó. Vâng. Em hẳn cũng đi với chị vô quán chứ ở đấy. Vâng. Chị này chứ mổ thì có chị là người để đứng ra giúp đỡ hẳn đấy thì biết mọi việc thôi chứ em ngơ ngơ không biết chứ cả. Chị này xuống mũi chẳng hút sữa thì về chỗ bổ nó rồi chị. Vâng, nó yếu quá. Yếu quá. Bây giờ mình cố gắng là mình đồng viên em nó với là có việc gì thì nói nó cứ bảo rồi mình làm thôi, chứ đừng có đi lại lại nữa nhá. Nghỉ ngơi để mai mà phẫu thuật nhá. Để khỏe để về mà chăm con nhá. Yên tâm đi, không phải lo gì cả. Nghe nói mai một phẫu thuật rồi có sợ không? Em sợ em một phần nhưng mà em lo cho con em nhiều hơn vì con em hiện tại là bên ngoài họ bảo là hiện tại là đang chuyển sang bách mái. Thôi yên tâm đi, ở ngoài đó có bác sĩ rồi có người thân sẽ lo cho con em ngoài bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đấy. Thế còn em ở đây là cứ lạc quan lên, không sao cả nhá. Đừng lo lắng, đừng sợ. Anh Khánh cách đây gần 10 năm cũng phẫu thuật giống em. Và đó là lần đầu tiên mà anh phải phẫu thuật đấy. Cho nên là anh cũng rất là sợ. Cả đêm anh không ngủ được, anh sợ ngày mai kim kéo các kiểu nữa, anh lo lắm. Nhưng mà không sao đâu, ngày mai em vào trong phòng mổ ấy, bác sĩ người ta sẽ gây mê và em sẽ không biết gì cả, mình cũng không đau đâu. Em nhá. Yên tâm đi nhá. Sợ vì em đã rất nhiều lần vào bệnh viện mà đây em bị đây là cái sâu vịt, đây là em bị đứt 3 phân lớn ở đây. Thôi. Bây giờ em đang mệt, đang dễ xúc động, đừng có nói nhiều nữa nhé. Nghỉ ngơi đi, anh rất là hiểu. Bây giờ sức của em yếu quá, quý vị chúng ta nhìn này. Em Ánh nhìn đúng là con người, đúng là từ trước giờ đi nhiều cái chương trình thiện nguyện của Khánh nhưng mà chưa gặp cái hoàn cảnh nào mà vừa nghèo mà vừa tạ tơi thế này cả quý vị. Khổ thật đấy. Người nhìn không có sức sống, đã thế là còn hai mẹ con lại ốm đau nữa, phải nhập viện nữa. Bây giờ con là chuyển vào bệnh viện Bạch Mai rồi. Không biết là tình hình thế nào, con của em Ánh sao, chị cầm mic nói em nghe cái nó, cho mọi người biết cái. Con Ánh là bữa qua là thuê xe đi cấp cứu ra bệnh viện Hà Nội em ạ. Vâng. Mà lại ra ngoài bệnh viện Nhí Trung ương thì là khám lại chưa ra bệnh gì cả. Vâng. Nhưng mà thực tế thì chị cũng là lúc đó thì chị hôm quá thì hôm đấy là chị cũng muốn là từ rồi là chị sẽ là con người trực tiếp đi, chị biết rõ ràng hơn. Vâng. Chứ chị cũng nói thật với em nhá, trong nó đi nó ngoài mà chứ có nó bệnh nó báo không bệnh nên chị không biết được, đó là chị cũng nói thật. Em tưởng là hôm qua là có cái nhóm người Hà Nội. Có nhóm thiện nguyện Hà Nội không đi cùng mà lại mẹ hẳn đấy, nhóm thiện nguyện Hà Nội chỉ có đi ra rửa thôi chứ không trực tiếp mà chỉ gọi là chồng thôi. Thì chị giống như con Ánh đấy cùng bi đi mà cùng nói là không can chi, bác sĩ bảo là bị sai trước đằng ngoài thôi không can chi cả. Thì chứ con Ánh cũng ra đó rồi, bệnh viện Nhí Trung ương đó rồi, cũng chưa tìm ra bệnh gì cả, lại chưa chuyển sang bệnh viện Bạch Mai. Chồng của Ánh là theo như chị không hiểu nắng ạ, bác sĩ nói vẫn đang hẳn nói đang thế, chị nói hiểu nắng ạ. Chồng của Ánh là theo như chị Thuần ở đây chia sẻ là kiểu là cũng không được là chắc chắn lắm, cho nên là không được trúng thực em. Dạ, cho nên là cái kiểu mà làm cho nhiều người phải lo lắng. Cho nên là bây giờ đưa con ra bệnh viện Bạch Mai khám, bệnh viện tim khám, bệnh viện nhi hả? Nhưng mà bệnh viện Nhi Trung ương hết mà. Vâng. Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Nhưng mà có người thân nào ngoài chồng không? Ngoài thì đó thì chỉ gọi là khi sáng là chỉ có bước qua là mẹ ảnh đi mà thôi, đi không có ai đi đâu. Vì thôi thì bây giờ như này chị này, mình cứ thoải mái tư tưởng đi. Thì cha mẹ nào thì cũng thương con cả. Có thể là về mặt tình cảm vợ chồng đâu đó có thể là có những lúc là không được tròn vẹn. Thế nhưng mà
Nhưng mà nhờ mà cái việc là con cái thì ai cũng thương hết. Chị yên tâm đi nhé. Ừ, có gì thì chị mong muộn lắm đó. Dạ. Anh cả máy, cả phẫu thuật thành công cho cháu gậy. Dạ dạ. Chứ cũng có nhiều người là bác sĩ cũng nói là phẫu thuật thì cũng phải là ai cũng được hoàn hảo cả. Dạ. Cũng có cái rủi ro. Dạ. Thế nên chị cũng muốn mà nắng mà ngày mai là mong những điều tốt đẹp đến với anh. Vì dạ. Con anh ở đằng ngoài Hà Nội đó thì cũng mong muốn cháu khám để tìm ra cái bệnh để về điều trị với cháu thôi. Dạ, dạ. Là điều mơ ước của chị. Dạ, dạ. Và mọi người. Rồi yên tâm đi. Anh sẽ mổ thành công đấy. Đừng có lo lắng. Thế còn ngoài Hà Nội thì cũng cứ tin vào bố của cháu đi nhá. Rồi sau đó thì mai mốt anh khỏe rồi quay trở về rồi mình sẽ tính tiếp nhá. Ừ, dạ. Thôi bây giờ mình cùng một lúc mà lo nhiều việc như thế này là rất là khó. Thôi thì bây giờ để đảm bảo cái yên tĩnh cho các bệnh nhân ở trong phòng đấy thì chị em mình đã kết thúc ở đây cái đã. Ừ. Em cũng muốn cập nhật những thông tin để chia sẻ với các nhà hảo tâm và cũng mong rằng là sẽ nhận được cái tình cảm của quý vị giúp đỡ cho em Ánh. Ánh yên tâm để nghỉ ngơi mai phẫu thuật nhé. Sẽ thành công, sẽ khỏe mạnh để trở về không sao hết nhé. Yên tâm đi, nghỉ ngơi đi nhé. Yeah. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành cái tình cảm đặc biệt để giúp cho em Ánh có được cái cơ hội, có được cái chi phí để phẫu thuật ngày mai quý vị ạ. Và mong được quý vị chúng ta cùng hợp tâm cầu nguyện để cho mọi cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Ánh trong cái ca phẫu thuật ngày mai, cũng như là con em Ánh ở ngoài Hà Nội quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị.